Ba loại rau nấu với trứng sẽ thành thuốc đại bổ chống lão hóa, phòng ngừa ung thư cực hiệu quả mà rất ít người biết. Trứng là nguồn thực phẩm vô cùng giàu năng lượng, protein và khoáng chất. Trong trứng thì nó có chứa vitamin B2, vừa phân hủy chất béo lại tốt để ngăn ngừa ung thư. Một số những cái loại rau khi mà nấu cùng trứng nó sẽ biến thành thuốc đại bổ, tiêu diệt tế bào ung thư rất hiệu quả đấy anh chị. Anh chị hãy cùng Trang xem đó là những cái loại rau nào nhé. Một đó là trứng xào mướp đắng, nó sẽ giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu diệt các vi khuẩn, virus gây hại cho cơ thể. Hơn nữa, mướp đắng thì nó có công dụng rất là tuyệt vời như là ngăn ngừa tiểu đường này, điều hòa cholesterol, giảm cân. Vì vậy, khi mà kết hợp hai món ăn này với nhau thì nó sẽ giúp chống lại các tế bào ung thư cực hiệu quả đấy. Thứ hai đó là trứng xào ớt chuông. Ớt chuông thì nó giúp tăng cường thị lực, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, bệnh ung thư và tim mạch. Do đó, ăn trứng xào ớt chuông sẽ giúp tăng dinh dưỡng, tiêu diệt tế bào ung thư, tốt cho tim mạch và thị lực. Ba đó là trứng xào nấm tươi. Nấm tươi thì nó có công dụng tiêu diệt tế bào ca, phòng chống ca cực hữu hiệu. Món này thì nó sẽ giúp cải thiện hệ miễn dịch, tốt cho trẻ em bị nóng trong hay là bị rôm sẩy ấy. Những người hay bị tay chân tê mỏi, ăn ngủ kém, bệnh nhân tiểu đường, huyết áp thì chúng ta nên ăn để cải thiện sức khỏe anh chị nhá. Các anh chị hãy bổ sung ngay ba món này vào bữa ăn hàng ngày để tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh ca anh chị nhá. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.